Gia đình con do bị giải tỏa nhà hiện đang ở nên phải làm nhà ở nơi khác, nhưng đất này mẹ con cho người thuê làm nơi mổ heo cũng được nhiều năm rồi ạ. Giờ gia đình con lo lắng nếu nhà con làm nhà trên đất mà sát sinh heo như vậy, có phải là đất dữ không thưa sư? Làm sao để hóa giải và có thể sống bình yên nơi đất này? Thưa với quý vị, cái mà chúng ta gọi là đất dữ thì ở trong kinh Tạng thì có nhắc một số vùng có thể xem đó là đất dữ. Ví dụ như đó là ở nơi nghĩa trang, tức là đất không có lành, nơi nghĩa trang nè, ở nơi bãi rác nè, những nơi mà phóng ô uế, những nơi ô uế nói chung, rồi những cái nơi là ao tù nước động nè, rồi những cái nơi là chiến trường nè, hoặc là cái lò sát sanh. Do đâu? Do nơi đó, đó là nơi các cái hàng ác phi nhân thường trú ngụ ở đó. Thế cho nên là cái chỗ mình là cái lò mổ heo á, thì đó thuộc một trong những cái loại này. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Cái việc đầu tiên mà chúng ta phải làm là chúng ta phải làm sạch, tức là dọn dẹp không có mổ heo nữa. Nhưng mà bây giờ quý vị đang cho thuê mà thì phải làm sao? Thì chỉ được chọn một trong hai thôi ha. Xe lúa thì khỏi bồng em, bồng em thì khỏi xe lúa, chứ cái gì cũng muốn hết thì ở đâu ra đó. Mình muốn cái vùng đất đó là cái vùng đất nó không còn là vùng đất dữ á, thì mình phải cải tạo. Còn nếu mình không cải tạo thì mình phải ở chỗ đó thôi, nó không còn cách nào khác. Mà cải tạo thì nếu như quý vị chọn phương án cải tạo ha, thì đầu tiên là mình phải dọn dẹp cái nơi đó, nó không còn là cái nơi mổ heo nữa. Rồi sau đó đó, tốt nhất là quý vị thỉnh Chư Tăng đến nhà tụng tụng kinh và rải tâm từ. Theo như ở trong chú giải Pháp Cú, như là cái trường hợp của cậu bé là Trường Thọ đó, thì do cái phong tục đó đó, cho nên là một số nơi thì Chư Tăng vẫn giữ cái phong tục như là ở ở Campuchia, ở Khmer đó, các sư người Khmer thì giữ cái phong tục là tụng kinh rải tâm từ liên tục trong 7 ngày. Nếu quý vị làm được á thì nó sẽ tốt, còn nếu không thì sư e là nó vẫn sẽ là cái vùng đất không có lành. Bởi vì á, ở trong Thanh Tịnh Đạo có nói như thế này nè: một nơi á, mà đã từng có xác chết thì dù đó là 10 năm thì nó vẫn còn hiệu lực đó. Cho nên là mình hãy cẩn trọng và suy tư về cái vấn đề này. Không biết về cái vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, riêng về khái niệm mà gọi là đất dữ trong tinh thần kinh Tạng thì Đại Đức Hành Tuệ đã phân tích rất là rõ rồi, quý vị cũng đã nắm được rồi. Ở đây thì sư thấy có cái vế nói như vậy là làm sao để hóa giải và có thể sống bình yên ở đất này. Xin thưa quý vị, ở đây thì quý sư nó rõ nha, quý sư nó rõ, quý sư không phải là một cái vị thầy, một cái người thầy mà để đưa ra cho quý vị một giải pháp là hóa giải hoàn toàn. Quý vị phải ghi nhận cái điều này. Nên nhiều khi là quý sư chỉ đưa vị cái, cho quý vị cái lời khuyên thôi. Cái lời khuyên là cái điều đó nên làm, cái điều này nên nên làm. Quý vị lại không hiểu, quý vị nói là đây là ông sư, ông mấy ông sư á, ông kêu làm như vậy nè là sẽ hết. Là sẽ hết, sẽ bình yên, sống không có bị đại loại như là bị phi nhân phá, thì cái này hoàn toàn không không phải. Cho nên á, quý vị phải hiểu rõ như vậy. Nghĩa là quý sư dựa vào tinh thần kinh Tạng đưa ra cái lời khuyên đó. Giống như khi mà nói đến mà đất dữ thưa quý vị, thì sư cũng nhớ đến một cái câu chuyện xảy ra trong thời Đức Phật tại thế.
xảy ra ở thành Wesali. Rất bài kinh rất nổi tiếng thì vì đó là bài kinh Châu Báu, là nói về thành Wesali lúc đó bị ba cái nạn, đó là nạn đói, dịch bệnh và nạn phi nhơn. Thì khi đó là cái cảnh tượng mà trong kinh điển mô tả cái người chết đấy, bị giống như là chết mà như rạ vậy, chết rất là kinh khủng, giống như mình tưởng tượng những cái nạn đói mà trong lịch sử nhân loại mình đó. Đó, đặc biệt giống như ở Việt Nam mình có nạn đói năm 45 nữa, kiểu gì vậy, có số người chết như vậy rất là kinh khủng đó. Thì cái vị vua của cái xứ sở đó mới thỉnh Đức Phật và tăng đoàn đi đến, rồi Đức Phật đó mới hướng dẫn ngài Ananda cái cách tụng tán dương ân đức Tam Bảo. Rồi ngài Ananda đi suốt đêm gì đó, đi suốt, nói đúng là ngài đi chắc khoảng vào lúc 6 giờ tối thưa quý vị, 6 giờ tối đó. Mà ngài đi đến rạng sáng luôn đó, tại vì quý vị biết đi ba vòng thành mà, ba vòng thành, một cái vòng thành rất rất là rộng lớn. Đó. Thì khi mà ngài Ananda làm theo lời dẫn Đức Phật như vậy đó thì một cơn mưa lớn đổ xuống thì cuốn trôi những xác chết, rồi những cái dịch bệnh vi nhân được ở cái nơi đó, nó thành Wesley đó, thì nó được tan biến. Thì quý vị, nếu muốn tham khảo về vấn đề này, vì nghiên cứu ở trong chú giải Pháp Cú, câu chuyện là hạnh nghiệp Đức Phật, hạnh nghiệp Đức Phật, thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn về cái vấn đề mà gọi là những cái nơi, ví dụ mà gọi là đất lành đất dữ này đó. Một lần nữa sư nhấn mạnh cho quý vị biết rõ là cái vấn đề gọi là hóa giải, quý sư không có là người là giúp quý vị hóa giải hoàn toàn 100%, mà là đưa ra những cái lời khuyên phù hợp với tinh thần chánh kinh và chú giải chính thống, cho nên quý vị phải hiểu rõ như vậy để tránh sự hiểu lầm. Còn cái điều quan trọng nhất là bản thân quý vị mình sống, quý vị biết mà, trên ngay cả trên đất hiện tại mình sống nè, là quá khứ hiện tại vị lai, là số lượng mà người chết này nọ qua các thời kỳ chiến tranh bom đạn, qua các triều đại, vị biết được rất là nhiều đó. Cho nên là quan trọng hết nhất là phước báo của mình trong quá khứ, mình quan trái chúng sanh đó không, và hiện tại mình làm những gì để mình chia phước chúng sanh đó, để mình giải quan trái. Nếu mình lỡ may nha, rồi lỡ may mình ở ngay cái vùng đất mà có phi nhân phi nhân đó. Có một cái điều này nữa mà trước khi sư kết thúc câu trả lời thì sư muốn dặn dò quý vị để quý vị hiểu rõ. Như quý vị đã biết rồi đó, ở trên thế giới, thậm chí ở Việt Nam mình nói riêng nè, có những cái căn nhà, cái căn biệt thự hay những cái lâu đài hay những cái nhà mà gọi là giống như gọi ta gọi là bụi ám đó, quán khí nó quá nặng, cho dù mời thầy mời bà các kiểu trấn áp các kiểu nó vẫn không hết đó. Cho nên vấn đề mình cũng phải lưu tâm, chứ mình đừng có nghĩ là cái gì cũng sẽ được hóa giải. Nhưng mình phải tùy cơ ứng biến. Quan trọng nhất yếu tố mình phải là một người Phật tử thuần thành tu tập, có cái niềm tin chánh kiến rồi đó. Mình có chánh kiến rồi thì mình nương tựa vào Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo và cái lời dạy quý sư, thì mình làm theo đúng chánh kiến, thì mình đó, cái đó mình là mới là cái hóa giải thôi quý vị. Còn nếu quý vị hiểu cái chuyện hóa giải này nè theo cái hướng mà gọi tà tính, là để chấn áp cái hạng phi nhân đó, nếu mà xảy ra nghe, nếu mà cái vùng đất vì ở có phi nhân xảy ra chấn áp họ, hay là nhốt họ, hay là đánh đập họ đó, thì cái điều đó nó đi ngược lại với tinh thần là Phật dạy. Thì cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Xin tán thán đại đức Tuệ Tường đã nhắc đến sự kiện trong bài kinh Ratana Sutta. Tuy nhiên ở trong cái sự kiện bài kinh này có một vài điểm chúng ta cần lưu ý như sau. Thứ nhất là khi mà cái nạn dịch nó xảy ra thì nhà vua suy xét đầu tiên là suy xét của bản thân mình có phạm giới hay không, giới của mình có trong sạch hay không. Cái thứ hai là xem coi là ở trong xứ của mình giới có trong sạch hay không. Cho nên là cái khi mà xét thấy giới của mình và giới ở trong chú xứ của mình trong sạch đó, thì ngài nhà vua mới suy nghĩ là như vậy có lẽ là mình cần một cái phước
Cho nên là mới đến để mà thỉnh Đức Thế Tôn. Nghĩa là đầu tiên là tiên trách kỷ hậu trách nhân. Thì nếu mà áp dụng á, thì đầu tiên chúng ta phải áp dụng tự mình hỏi mình á, bây giờ mình ở cái xứ đó mình có phạm giới hay không giới hạnh, mình có trong sạch hay giới hạnh mình ô nhiễm. Nếu mà giới hạnh mình ô nhiễm á, thì đừng có đổ thừa cho phi nhân nha. Giới hạnh mình ô nhiễm thì nó sẽ đưa đến những cái hậu quả, đưa đến những sự tai hại mà đó là do cái ác nghiệp của mình chứ không phải do phi nhân. Cho nên nhiều người họ cứ đổ thừa thôi. Thành ra bữa xưa nói vui á, là cái gì cũng đổ thừa cho phi nhân, thì phi nhân nó hiện ra được, nó biết nói, nó oan cho nó lắm nha. Mình làm bậy, mình làm ác, mình hưởng ác quả, mình đổ thừa cho tụi nó. Rồi, rồi cái vấn đề tiếp theo của bài kinh Trá Tam Xuất Tá mà chúng ta cần lưu ý á, tức là cái người mà đi tụng ba vòng cửa thành là một vị thánh sơ quả, mà cái năng lực suy tư về ân đức tam bảo của vị thánh sơ quả nó kinh khủng khiếp lắm nha, nó không có đơn giản đâu. Xin nói đơn giản thôi nè, là vị đó, nhưng bữa hôm trước vấn đáp á, là vị thánh sơ quả khi mà tưởng nhớ đến ân đức ba ngôi tam bảo, vị cái hỷ của vị đó có thể khiến cho vị đó không cần ăn vẫn no trong suốt cả 7 ngày, thì mình không có cửa ha. Rồi cái thứ hai á, mà điểm tiếp nữa mình cần lưu ý á, là cái bát mà ngài Ananda ôm á, là cái bát của một vị chánh đẳng giác. Cái người ôm là một vị thánh sơ quả, thành ra là cái chuyện sự kiện này nó ghê gớm lắm chứ không phải là cái sự kiện bình thường. Mình nói nó vui chứ mình làm mình chỉ là cái hàng phát thôi chứ mình không có làm cái hàng riêu được. Còn cái sư ngoài ra thì sư còn có một cái sự gợi ý ở trong kinh A Xá Năng Chi á, thì trong cái bài kinh đó có gợi ý là nếu như mà trong trường hợp mình mà bị phi nhân, cái vùng đất của mình mà gặp phi nhân như thế, thì nên thỉnh chư tăng liên tục trong 7 ngày tụng các bài kinh sau. Một là Ratanasutta nè, đó là chắc chắn rồi ha. Cái thứ hai là Mettasutta, tức là kinh tâm từ, kinh từ bi. Cái thứ ba là Kalanijasutta, tức là cái kinh Kalani. Thì ba bài kinh đó được tụng liên tục trong 7 ngày. Còn sau 7 ngày mà nếu như nó không khá, thì khi đó mình mới tụng cái bài kinh A Xá Năng Chi. A Xá Năng Chi là trong trường bộ á. Tuy nhiên như Đại Đức Tuệ Tường nói đó, là nó còn tùy thuộc vào cái năng lực của một là chư tăng thời xưa là toàn thánh không à, còn thời nay thì phàm. Phàm thì cũng có ông phàm này ông phàm kia đó, có người tu giỏi có người tu chưa giỏi, cho nên là nó cũng thứ nhất là cái năng lực á, nó không có được như hồi xưa. Cái thứ hai là còn tùy vào cái nghiệp của mình nữa đó, cho nên là đừng có cái gì mình cũng chắc cú. Sư không bao giờ sư nói chắc cú, như Đại Đức Tuệ Tường nói là các sư chỉ đưa ra sự gợi ý thôi ha, chứ còn mà quý vị nói là xài cái này là đảm bảo là 100% sư không dám hứa. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.